Rồi, xin chào anh chị em ha. Thì hôm nay có một cái tin rất là quan trọng tôi muốn gửi cho anh chị em. Đó là một con đối tác ở nước ngoài, họ vừa giới thiệu một cái con robot mà họ đã thử nghiệm nó giao dịch cũng khá là lâu, tầm khoảng 4 5 tháng và lợi nhuận nó mang lại là rất là tốt. Thì sẵn đây thì tôi chia sẻ cho anh em. Những anh em nào mà thấy đây là một trong những cái sản phẩm tuyệt vời đó thì anh chị em có thể sử dụng dùng thử. Thì người trên ta cho dùng thử trong vòng khoảng 6 tháng ha. Đặc biệt là những cái tài khoản mà thí dụ như chúng ta có tài khoản dưới 2.000 á thì chúng ta phải trả phí VPS thôi, mỗi tháng là 10 đô. 10 đô. Còn nếu mà trên 2.000 á thì coi như là chúng ta được miễn phí 100%. Và đương nhiên là khi mà chúng ta nhận được cái con robot này thì chúng ta mở qua những cái sàn có tài trợ á thì chúng ta sẽ được miễn phí hoàn toàn ha. Rồi chúng ta xem nè, để thể tìm hiểu được con robot này đó thì anh chị hãy vào trong cái trang là robotcopy.net ha. Sau đó anh chị kéo chuột xuống, kéo chuột xuống đây ở phần cuối nè. Thì đây là những cái sàn mà được được tài trợ robot ha. Đây là những sàn này đây đó, anh chị vô đó anh chị chọn sàn, sau đó anh chị kéo chuột xuống. Ở phía dưới này thông tin kết quả giao dịch của robot nè, anh chị coi nè, thấy vào đây thấy chưa, thấy vào đây đó, thì anh chị xem nè kết quả kinh doanh ha. Dịch kéo chuột xuống dưới đây đó, dịch cái từ dưới lên trên nè, thấy không, anh chị thấy không, là ngày 19 tháng 5 nè ha. Thì người ta deposit vô là 1.500 nè, 1.500 đô nè, thấy chưa, 1.500 đô để dịch nè, kết quả robot dịch nè, thấy chưa, đó tuyệt vời không đó. Đó là tới là 30 tháng 8 này họ rút là 10.000 tiền lãi nè, 10.000 nè, 1.500 nè đó. Rồi tiếp tục tới ngày 8 tháng 9 họ rút tiếp nè, 42.103 đô nè, coi như là trong vòng chỉ có khoảng tầm bao nhiêu, có 10 ngày ha, 30 tháng 8 nè, dưới đây là 8 tháng 9 nè, khoảng 10 ngày thôi họ rút rất là nhiều. Coi như là tổng lợi nhuận của robot này á, của họ mang lại là nhận nó tầm khoảng là trên 50.000, mà trong cái vốn ban đầu họ đầu tư cũng có khoảng 1.500 à, anh chị thấy khiếp đảm không đó. Đây là một trong những cái giao dịch đương nhiên là rất là tuyệt vời. Thì anh chị em nào muốn dùng thử đó thì anh chị em phải đăng ký thông tin ở đây ha. Đó thì nhớ ha, điều kiện là để được sử dụng miễn phí robot này là tài vào trong cái trang là robotcopy.net, sau đó chúng ta kéo chuột dưới đây đó. Thì trước tiên là chúng ta mở trong một trong những cái sàn sau đây thì coi như chúng ta được tài trợ nha. Đó, thì cái tài khoản ví dụ như anh chị em tùy tài khoản anh chị em có tối thiểu 500 đô, thì coi như nếu anh chị mở tài khoản là dưới 2.000 5 đô thì anh chị phải trả phí VPS là mỗi tháng 10 đô, mở trong những sàn này mới được tài trợ nha, theo link dưới đây này mới được tài trợ nha. Rồi nếu chúng ta mở trên 2.000 thì coi như là chúng ta được miễn phí hoàn toàn luôn cả phí VPS, là mọi thứ là không không có tốn phí gì cả, nhưng mà chúng ta phải mở link dưới đây mới được đó. Còn nếu chúng ta muốn tìm hiểu về kết quả kinh doanh thì chúng ta kéo này chúng ta click vào đây để chúng ta xem ha. Nó sau khi chúng ta xem kết quả hết trơn tuyệt vời mọi thứ này, rồi tức là bạn chúng ta muốn nhận robot này chúng ta đăng ký vào đây, để form đăng ký đây tên ha, rồi email, rồi số điện thoại, ấn đăng ký thì bên câu lạc bộ sẽ liên hệ với anh chị để thứ nhất là tư vấn cho anh chị để làm xong cái quy trình mở tài khoản, rồi để cho anh chị nhận được cái robot này ha. Biết đâu những anh chị em nào đầu tư mà chúng ta thấy rằng là cái đây là một trong những cái cơ hội mà nó bùng phát mạnh về cái doanh số, cái doanh thu của mình thì anh chị có thể thử cái này ha. Đương nhiên là nó có rủi ro, mà đặc biệt là cái mức độ rủi ro của nó tầm khoảng 30% thôi chứ không, không 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 lớn lắm, nhưng mà ở chỗ là như vậy thì quá tuyệt vời rồi nha. Đối với cái mức lợi nhuận mang lại này là rất là khủng khiếp ha anh chị ha. Rồi ok, đó là tôi giới thiệu về một sản phẩm mới mà đối tác vừa chuyển cho chúng tôi đó, như vậy đó thì anh chị em có thể dùng thử dành cho các trader tại Việt Nam sử dụng trong vòng miễn phí là 6 tháng. Thì sau 6 tháng người ta sẽ thu phí là 2.000 đô trong năm đó, thì do đó chúng ta tranh thủ, anh chị em nào thấy robot này nó tuyệt vời thì anh chị em tranh thủ đăng ký sớm, để thứ nhất là sau 6 tháng nữa người ta không có còn miễn phí nữa thì coi như là chúng ta cũng sử dụng được 6 tháng rồi. Giống như anh chị thấy không, đây là 19 tháng 5 nè, 19 tháng 5 là coi như nè, 19 tháng 5 mà đến nay đến khi mà người ta rút cái tiền này là coi như là 8 tháng 9 2022 nè, đúng chưa, tầm khoảng 3 tháng coi như đâu tháng 5, nói chung đó là tầm khoảng cỡ chừng 3 tháng 4 tháng thôi mà lợi nhuận như vậy là quá tuyệt vời rồi nha. Đó là một trong những cái mà rất là đã ở trong cái robot mới này của đối tác gửi ra, thì anh chị em có thể tham khảo này, coi kỹ cái này để mà chúng ta có thể đăng ký để nhận cái robot này ha. Rồi đó là cái video mà tôi chia sẻ, và anh chị em hãy xem kỹ và đăng mạnh dạn cái đăng ký đây nha, để chúng tôi có thể liên lạc lại và tư vấn cho anh chị em để nhận được cái robot này. Nhớ nha, xem theo dõi kỹ video này, xem lại để chúng ta đủ điều kiện, làm thế nào đủ điều kiện để nhận được robot này nha.
chứ không phải là cho tất cả các sàn. Những sàn nào được tài trợ thì có đối tác người ta mới cho thôi, chứ không phải là chúng ta mở ra ở những cái sàn, những khác sẽ sàn khác thì coi như là chúng ta mở, mà những không trong những sàn không tài trợ chúng ta phải trả phí hàng tháng á, chứ chúng ta không không được miễn phí hoàn toàn đâu nha. Anh chị phải xem kỹ lại. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại video kế tiếp.